Năm 2021, Sư đoàn 9 Quân đoàn 4 đón nhận chiến sĩ mới của 10 tỉnh, thành phố về học tập rèn luyện, xây dựng đơn vị trên vùng đất miền Đông Nam Bộ. Chất lượng chính trị chiến sĩ mới năm nay cao hơn năm trước. Nhiều chiến sĩ có trình độ đại học, cao đẳng và tỷ lệ đảng viên cũng cao hơn. Mặc dù mới vào môi trường quân đội được ít ngày, vẫn còn bỡ ngỡ với chế độ, nề nếp sinh hoạt, học tập, nhưng các chiến sĩ tỏ ra chững chạc hơn trong bộ quân phục màu xanh mới cấp. Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, cán bộ các cấp trung đoàn 2 nhanh chóng tiến hành các công việc theo kế hoạch. Sự tỉ mỉ, thân thiện, gần gũi của đội ngũ cán bộ đã giúp chiến sĩ mới yên tâm, nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội. Cảm thấy môi trường quân đội kỷ luật rất cao và tổ chức tốt và cơ sở khang trang, xanh, sạch, đẹp. Và tất cả các cán bộ đều rất gần gũi và thân thiện, dạy dỗ rất là tỉ mỉ. Từ đó cải thiện cho tôi rất là nhiều và giúp cho tôi có thể phục vụ cho đơn vị thật tốt nhất. Ngay sau khi biên chế về các trung đội, tiểu đội, thống nhất chỗ nghỉ, chiến sĩ mới bước vào bài học đầu tiên về sắp đặt trật tự nội vụ. Tuy lần đầu thực hiện chưa thật đẹp và vuông vắn, nhưng với sự nhanh nhạy của tuổi trẻ, những chiếc chăn màn đã được gấp và sắp xếp theo đúng quy định, nội vụ đã trở nên thống nhất, gọn gàng, ngăn nắp. Trong môi trường mới, những chiến sĩ vừa nhập ngũ vào đơn vị có bữa ăn đầu tiên theo tiêu chuẩn, đúng định lượng, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Khẩu phần ăn có đủ rau, món ăn mặn, cơm canh nóng hổi và cả món tráng miệng là những trái cam ngọt lịm. Cả đơn vị hàng trăm con người nhưng khá trật tự, khác hẳn những bữa ăn mà mới chỉ hôm qua những thanh niên này cùng bạn bè, người thân vừa ăn vừa ồn ào nói chuyện dâm gian. Tiếng nhạc báo thức sau giấc ngủ trưa, tất cả chiến sĩ mới đều bật dậy, chuẩn bị cá nhân và bước vào thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ đơn vị tranh thủ hội ý, nắm tình hình, kết quả tiếp nhận chiến sĩ mới và kịp thời triển khai công việc bổ sung. Với tinh thần, tất cả vì chiến sĩ thân yêu, cán bộ các cấp luôn bám sát đơn vị. Ở đâu có bộ đội, ở đó có cán bộ trực tiếp quản lý, chỉ huy, tạo mọi thuận lợi để chiến sĩ nhanh chóng ổn định tư tưởng, tổ chức, sẵn sàng cho những công việc tiếp theo. Chúng tôi xác định rõ cái nội dung để tránh cái tạo cái khoảng cách quá xa giữa người cán bộ với người chiến sĩ. Chúng tôi luôn ân cần là sâu sát, chỉ dẫn, hướng dẫn từng cái nội dung nhỏ nhất, sâu sát nhất, từ đôi giày, từ đôi dép, từ cái nội vụ vệ sinh, từ cái đi đứng và đặc biệt nhất tập trung vào cái xưng hô chào hỏi, động tác điều lệnh để đẩy mạnh cái là xây dựng chính quy trong toàn đơn vị, lễ tiết tác phong của quân nhân đảm bảo tốt nhất khi chúng tôi ra quân huấn luyện. Công việc những ngày đầu trong môi trường quân ngũ của chiến sĩ mới ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 diễn ra khá nhịp nhàng thống nhất. Theo quy định của đơn vị, 100% chiến sĩ mới được khám tổng quát, phân loại sức khỏe kỹ lưỡng, lưu hồ sơ y bạ, bảo đảm đủ điều kiện phục vụ trong quân đội. Cũng trong thời gian này, một bộ phận chiến sĩ mới được hướng dẫn thực hiện các động tác thể dục buổi sáng theo đội hình trung đội. Bắt đầu từ việc điểm số, giãn đội hình, thu đội hình, một trung đội khác dọn vệ sinh doanh trại, tu sửa vườn hoa, cây cảnh. Trong giờ thứ 8, khi công việc đã hoàn thành, cán bộ chiến sĩ lại quây quần trò chuyện, tâm sự vui tươi, thoải mái như anh em thân thiết trong gia đình. Thực hiện cái nhiệm vụ tuyển chọn, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021. Cho đến giờ phút này, sư đoàn đã nhận đủ cái chỉ tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối và đã tổ chức biên chế cho các đơn vị. Đúng theo quy định là chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ thuần thục các cái nội dung, động tác cũng như trong cái kỹ thuật, chiến thuật và đặc biệt đó là bám sát vào cái yêu cầu nhiệm vụ được giao năm 2021 và huấn luyện đầy đủ các nội dung chỉ tiêu đó, đảm bảo đạt được yêu cầu đề ra. Với kinh nghiệm tiếp nhận quản lý huấn luyện chiến sĩ mới nhiều năm, luôn bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn. Những năm qua, Đảng ủy chỉ huy Sư đoàn 9 tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đột phá trong quản lý giáo dục chiến sĩ mới. Năm nay, Sư đoàn cũng đã chuẩn bị toàn diện, chu đáo để sau thời gian ổn định, đơn vị sẽ bước vào huấn luyện đạt kết quả cao nhất ngay từ ngày đầu.